và các bạn nhớ cho là mình luyện nhiều vô, luyện giải nhiều vô, luyện chân mô thì hai chân đó, tăng kỹ năng lên. Đôi khi những cái bài này mình làm điểm rất cao nhưng vô thi là điểm thấp, vì sao? Vì sao? Nhiều ở nhà có nhiều thời gian, Chính xác, chính có xác. người hỗ trợ. Thầy thầy chưa nói đến cái chuyện người hỗ trợ hay không, nhưng mà riêng cái khoảng thời gian ở nhà chúng ta có nhiều thời gian, cho nên Quan trọng là phải phải đến cái phần đấy là thay về. chúng ta thoải mái. Chứ còn ở đây là phải vào khi thì chúng ta không có thời gian để suy nghĩ, chúng ta phải làm nhanh, nên là đôi khi học đến nay nhưng mà để đi thi điểm nó vẫn thấp là chuyện bình thường. Thấp nó vì không phải vì chúng ta không không có cái kiến thức đó đâu, mà vì mình cái kỹ năng mình nó chưa bảo đảm, mình chưa nhanh được, thế thôi. Những cái câu trong cái IOE thì nó thực ra nó không khó đâu, mà nó phải nhanh, nên là mình không có điểm cao được. Rồi, we start with listening. One, listen. The orange scarf is longer than the grey scarf, but the purple scarf is the longest. Now you listen again. The orange scarf is longer than the grey scarf, but the purple scarf is the longest. What the men say? What does the man say? Listen again. The orange scarf is longer than the gray scarf. The orange scarf. Sorry. The orange scarf is longer than the gray scarf. Okay. But the purple scarf is the longest. But the purple scarf is the longest. What does it mean? Như anh, what does it mean? Vietnamese. Vietnamese. Như anh. Orange scarf khăn vắn, orange scarf khăn màu cam, longer than gray scarf, longer than gray scarf, và cái khăn màu xám, longer than. Longer than. Phương Linh. Thế là dài hơn. Yes, dài hơn. But the purple scarf is the longest. The purple scarf is the longest. Cái khăn màu tím như nào? Dài nhớ dài nhất. Rồi. Dài nhất. Như vậy yep. Chúng ta có 3 cái khăn đúng không? Ok, we have 3 scarves. Orange. What else? Gray. What else? Purple. Right. The orange scarf here. Longer than gray scarf. The orange scarf is longer than gray scarf, right? But the purple scarf is the longest. Được chưa? Hình dung ra chưa? The orange scarf is longer than the gray scarf, but the purple scarf is the longest.
Cái đề ra là yêu cầu cái gì đây? Chọn câu nào? Chọn câu đúng. Câu sai chứ? Câu sai. Câu sai. Yes, incorrect. Câu sai. Câu một này. The orange scarf is longer than the gray scarf. Orange longer than, đúng hay sai? Sai. Sai. The orange scarf is longer than the gray scarf. Đúng hay sai? Đúng, đúng, đúng. Câu này đúng mà. Rồi. The purple scarf is the longest. Đúng. Câu này đúng luôn. The gray scarf is shorter than the orange scarf. Đúng. Rồi. Khăn sạm ngắn hơn khăn cam. Cũng đúng. The purple scarf is shorter than orange scarf. Sai. Khăn tím ngắn hơn khăn cam là trật rồi. Như vậy câu sai là câu này này. Khó chưa? Bây giờ mình ngồi mình ngồi đây mình có thời gian mình phân tích như vậy. Chứ vào thi làm gì có? Vào thi chúng ta có 9 giây thôi. Làm gì có cái khoảng thời gian mà ngồi mà man mò như vậy được. Cái khó ở chỗ đó các bạn. Thi khó như vậy đây. Đôi khi nó không cái nội dung nó không khó đâu. Mình không có thời gian để mình suy nghĩ. Dạ. Yeah. Khi vào thi mà các bạn gặp những câu thế này thì đôi khi các bạn thầy lời khuyên của thầy là các bạn nên hên xui nó đi hoặc là bỏ qua nó đi cái đã để làm câu khác đã, đừng có mất thời gian về nó. Bởi vì nếu mình mất thời gian về câu này thì những câu khác mình không có thời gian mà làm kịp được nữa, hiểu chưa? Cho nên mình gặp những câu mà rắc rối quá, đừng mất thời gian, chuyển câu khác ngay, rồi tí nữa còn thời gian thì quay lại, mà hoặc không là chọn đài luôn. Một câu chúng ta chỉ có 9 giây thôi. Rồi. Number 2. Nhưng mà những câu này thì các bạn luyện ở nhà thì được, sẽ tốt cho mình đấy. Number 2. Yêu cầu của câu 2 nó là chọn câu đúng. Câu trên là incorrect là chọn câu sai này. Bây giờ là chọn câu đúng này. The yellow tree is taller than the red tree, but the green tree is the tallest. Listen again. The yellow tree is taller than the red tree, but the green tree is the tallest. The yellow tree is taller than the red tree. The yellow tree is what? The yellow tree is what? It's taller than the green tree. Yes. Okay. Does you have the yellow tree is taller than the red tree? Now again. The yellow tree is taller than the red tree. But the green tree is the tallest. But the what? Green tree. The green tree is taller. The tallest. Okay, that's it. So we have three trees. Yellow tree, red tree, and green tree. Mm. The yellow tree is taller. Your yellow tree here, right? The red tree here, and the green tree is here. So the yellow tree is taller than the red tree, but the green tree is the tallest. So which one is correct? The orange tree is shorter than green tree, yes or no? It's not orange. Ở đây thầy có bị nhầm mật rồi. Orange tree, thực ra là yellow tree đây. The yellow tree is shorter than the green tree. Yes or no? No. The
The yellow tree. Ở đây là yellow tree chứ không phải là, các bạn thấy chỗ này thành yellow tree nhé. Chứ không phải orange, bên trong này không có orange. The yellow tree is shorter than the green tree. Đúng hay sai? The yellow tree is shorter than the green tree. Cây màu vàng ngắn hơn cây màu xanh lá. Đúng hay sai? Sai. Nhìn vào cái biểu đồ đấy, đúng hay sai? Đấy mà sai trời. Đúng hay sai? No. Nó đúng trừa mặt luôn chứ sai trừa mô. Bad ball. Và câu sau này. The green tree is shorter than the yellow tree. Cây màu xanh lá ngắn hơn màu vàng, đúng sai? Sai. Yellow tree is taller than green tree. Yellow tree cao hơn. Yeah. Sai hay đúng? Sai. Cùng sai luôn. Sai. The green tree is the shortest. Cây màu xanh này ngắn nhất, thấp nhất. Đúng sai. Cùng sai luôn. Ba câu này trật hoàn toàn. Hiện nay chỉ có mỗi câu này đúng thôi. Đúng chưa? Right. Đây đấy, thầy đưa vào hai câu thử nghiệm nhé. Là cái dạng bài tập khó. Đấy, bài tập khó. Và trong đợt thi tỉnh vừa rồi đấy, có hai câu đến hai câu kiểu như này, chọn câu sai hoặc chọn câu đúng. Gặp câu kiểu này là cũng là rồi rắm luôn. Ok. Number 3, listen. Number 3. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. We went to some islands and the boat went around them. Listen again. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. We went to some islands and the boat went around them. Yes, Queen Yen. Queen Yen, sorry. Isn't. Spell that. I. Yes. S. L. A. N. D. Island. Okay. That's correct. Bạn nào làm như thế này là đúng nhé. Nhưng chính xác phải như thế này này. Nhưng mà thầy làm hai đáp án. À, một là số ít và hai là số nhiều đều được phép đúng. Thực ra nó phải chính xác là số nhiều, nhưng mà bắt lý các bạn như vậy thì nó khó quá. Nghe được island là tốt rồi. Bây giờ các bạn nghe lại để xem từ đó cụ thể người ta nói cái gì nhé. Listen. Tập này. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. Rồi. We went to the beach. Let's see. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. On the on a big boat, right? A big boat. Chúng tôi đến bãi biển và ở trên cái một cái thuyền lớn rất là lâu. Spend a lot of time là dành nhiều thời gian, ý là ở trên cái thuyền đó lâu, rồi chưa? Next. We went to some islands. We went to what? We went to what? We went to some island. Yeah, we went to some island. Chúng tôi đến vài hòn đảo. Vài hòn đảo nhé, some islands. Next. And the boat went around them. And the boat went around them. Them ở đây là gì đây? Nó. Nó là chúng chứ. Chúng là ai đây? Hòn đảo. Chúng là những hòn đảo. Đúng rồi. Chúng tôi đến bãi biển, ở trên lâu, ở rất lâu trên thuyền. Con thuyền đi vòng quanh những cái đến đi đến những cái hòn đảo.
và đi vòng quanh chúng. Rồi, đi vòng quanh chúng, went around. Around. So the boat went around the islands. Chính xác là nó là số nhiều, nhưng mà các bạn làm, bạn nào làm số ít cũng đúng nhé. Good. Các bạn nghe lại để hình dung lại để ta tập nhé. Listen. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. We went to some islands and the boat went around them. Yeah. Number four. Who's the girl with a red scarf? Oh, that's Mary. Câu này dễ hơn. Again. Who's the girl with a red scarf? Oh, that's Mary. Bảo Ngọc Mama tổng quan. Spell that. S-C-A-R-F. Thank you. Listen. Who's the girl with a red scarf? Oh, that's Mary. The man say, who's the girl with the red scarf? And the girl answer, the girl replies, oh, that's Mary. Ông hỏi cái cô gái mà quàng cái khăn đỏ đấy, cái khăn màu đỏ ấy là ai vậy? The girl with, không được thầy giải thích cái chữ này rồi. With, ta dùng with có một cụm từ gì đó là để tả cái đặc điểm nhá, đặc điểm. Đặc điểm nhận biết. Cô gái quàng cái khăn màu đỏ là ai? Và bạn nói it's Mary. It's okay. So Mary is wearing a red scarf. Number five. Yesterday, an uncle and his nephew went to the zoo together. Easy one. Câu cuối là câu dễ nhất. Thành Văn, Văn please. Giờ tôi thấy là nephew. Spell that. N-E-T-H-E-W. Yeah. An uncle and his nephew went to the zoo together. That's it. Together, Vietnamese. Câu năm chúng ta có từ together, cùng nhau. Mình làm gì đó cùng nhau nhé. Cùng nhau. Next. We move to number six. Vừa nghe thấy. Yes, number six. Phân biệt phát âm. Chữ lỡ cái đọc cái câu này cho kỳ này. Từ nào mà có phần phần gạch chân phát âm khác nhé. Differently là khác. Chứ không phải giống đó nè. Khác so với cách phát âm của chữ S trong từ Harris. Câu khó nhé. Như vậy các bạn phải tìm một cái từ nào đây mà có cách phát âm khác với chữ S số nhiều trong từ Paris. Thì về cái lĩnh vực nghe thầy. Yeah, về lĩnh vực này thầy nói lại một tí nữa cho các bạn nắm cái cách phát âm S. Cách phát âm chữ S đối với nói những cái thuật ngữ này thì các bạn khó nhưng mà cứ làm quen dần ấy. Động từ số ít hoặc danh từ số nhiều chúng ta làm quen được rồi đấy. Thì cái cách phản âm S đối với động từ số ít thông nhất với số nhiều thì nghĩa là có ba cách. Một á là chúng ta phát âm thành is. Chưa? Hai là chúng ta phát âm là thành là cái sơ gọi là sơ nhẹ thôi. Và cách thứ ba là sơ nặng. Ta tạm gọi như vậy cho dễ hiểu ấy. Một là is, hai là sơ nhẹ, ba là sơ nặng.
Thế thì lúc nào phát âm là is? Is đối với những cái từ như là thế này này. Những cái từ mà có cái phần cuối ấy, là đây này. Sis. Được chưa? Chis. Rồi. Sis. Hay làm cái dấu móc ở trước này là bởi vì phía trước này là nó còn cái chữ của nó đứng ấy, ở đây là cái phần kết thúc thế này. Cái phần cuối cùng á. Đó. Sis. Chis. Sis. Rồi. Sis. Rồi. Sis. Bác nào? Đi thế này thì khó nhưng mà đưa vào ví dụ các em sẽ thấy rất dễ nhé. Thầy ví dụ. Ví dụ này. Chúng ta có từ xem TV là gì? What? Thầy có cái gì đây? Thầy có gì đây chưa? Chờ. Rồi, có cái chờ. Chờ này mà cho nên là khi mà kết hợp thì đọc là gì? What is? Rồi, đúng rồi đấy. Như vậy là ok rồi. What is? Hình dung ra rồi đây ạ. Rồi, chúng ta có chữ. Cái này là từ gì? Dance. Chiêu vũ phải không? Dance. Nhưng mà khi thêm s vô, đọc là? Dances. Dances. Đó, bình thường là nó đen nhưng mà thêm s vô là nó đen thôi. Đen. Nó đen thui luôn đó. Đen xì. Nó đen xịt chứ, nó đen xịt luôn đấy. Bình thường nó đen thôi, đen. Nhưng mà thêm ad vô là đen xịt luôn. Đấy, dances. Đó kiểu như vậy. Rồi chúng ta có cái hộp là cái chi? Từ hộp á, ai biết? Box. Rồi. Từ này đọc là box. Đừng đọc là box. 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 Đọc này này. B O K box. Box. Đừng đọc box nhé. Đừng có đọc bot. Box. Đừng có đọc bot. Đọc box. Box. Rồi đúng rồi, đọc như vậy là đúng rồi đấy. Box. Như vậy nhưng mà thêm s vào thì đọc thành gì? Box. 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 Đó. Đó đó đúng rồi. Đó thôi. Box. Box. Thì cho nên là mấy cái chữ này này các em có thể gặp mấy cái chữ này ấy mà es thì cứ đọc là thành xịt cho thầy, xịt chết mẹ nó đi, cứ xịt tới đi, được chưa? Watch it, dance it, box it, cái gì đó xịt xịt tới đi. Rồi những cái từ mà có là k, t, p mà khi thêm es vô thì đọc là sờ nhẹ, xì hơi nhẹ nhẹ thôi. Còn phần còn lại là đọc hơi nặng một tí. Như vậy, xong. Ví dụ. Ví dụ này. Bạn đang đi trên đường, bạn nghe trong bụi cây có một bạn nữ gọi hiếp mi, hiếp mi. Cái chữ hiếp mi là cái gì đó bạn? Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải là hiếp, tới mà hiếp, nó nghe là heo, đúng đó là heo mi nhưng mà nó phát âm sai mẹ, nó đi nó thành hiếp mi. Rồi, heo. Thầy có chữ gì đó ở cuối? Cho nên khi thêm mẹ nó là heps. Heels. Heels. Sờ nhẹ help. Nhé, sờ nhẹ. Rồi, ok. Chúng ta có động từ đi bộ. Gì? Walk. 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 Có chữ K. Walk. Works. Works. Đó, nó sờ hơi nhẹ một tí. Rồi, nhưng mà chữ này, ví dụ, nó sẽ, nếu như nó không rơi vào trường hợp này, thì nó là sẽ là sờ nặng. Thầy, ví dụ, cho thầy cái từ bút chì đi. Pencil. Rồi, pencil. Rồi thêm s vô đó là pencils. Nó hơi nặng một tí. Pencils. P
cái từ này thì các em đừng có xì nhé. Từ này đừng có xì mà nó hơi nặng, hơi mắc trong lưỡi á. Pencils. Đó. Pencils. Rồi, thầy nói sơ sơ như vậy thôi, nói sơ qua như vậy các em nắm nhé. Đó. Thế thì bây giờ quay lại câu này thì nếu chúng ta nắm được cái đó thì các em sẽ làm được cái câu này. Sơ nhà này. Được chưa? Riêng cái từ này là sơ gì? Nặng. À, sơ nặng. Đúng rồi. Nặng. Sơ nhà này. Đây này. Tơ là sơ nhà này, thấy chưa? Cá là sơ nhà, bé là sơ nhà này. Tơ sơ nhà này. Bé sơ nhà này. Cá sơ nhà này. Tơ sơ nhà này. Nhưng nơ là sơ nặng. Thì nơ là khác. Đó. Có cái kiến thức đó thì chúng ta làm được câu này. Nếu không thì là hên xôi. Làm mò. Nha. Rồi. Câu này là thầy lấy nguyên trong cái thi thử cấp quốc gia đấy nghe. UE đấy. 4. Không phải là ở trên trời rơi xuống đâu. Nắm đi. Rồi. Cái này thì thầy đang quay video đây, tí nữa thầy post lại cho nhỏ mà coi lại thôi. Cần phải ghi chép không, ngồi theo dõi đi. Coi lại mình nắm. Number 7. Hưng Phạm. Dạ thầy. Hưng Phạm. Dạ thầy ra đi. What did you do yesterday? Lộn thầy. B. Mi lộn thầy hay lộn câu hỏi? Rồi. What do you do in your free time? Correct. Câu này ok rồi. Bạn bàn. Number 8. Bạn làm gì? Incorrect. Như anh. Play. Rồi, play. Bây giờ thay cái từ play này thành từ gì cho đúng đây? Playing. Đúng rồi. Playing. Playing. Sai là play. Đúng không? Play is the wrong one. And playing. Playing. Rồi. Thank you. Khỏi bàn. Number 9. Don't. It's hot outside. Phương Lê. Làm gì đây? Put on. Đừng có mặc áo ấm, ngoài kia nóng lắm. Đừng mặc áo ấm nhé. Put on. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta có put on. Wear. Vietnamese. Mặc. Oh, okay. Mặc. Chúng ta có mặc. Trái ngược với mặc là ta có gì? Take off. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta có put on. Put off là một nghĩa nó rất là cao, nó ở mức độ cao lắm, các bạn không cần phải học. Còn nhớ, nếu nhớ cũng được, put off là thổi tắt đi. Dập tắt lửa, thổi tắt đèn. Thổi tắt nến, put off. Nhá. Yeah. Mình dập tắt cái gì đó đi thì mình put off. Dập tắt lửa đi. Nhớ được thì tốt nhé. Mà không, bởi vì là cái level nó cao. Take off là gì? Tắt đi. Ừ. Take off mà. Tắt đi. Take off. Take off mà. Cởi ra. Cởi mũ ra, cởi nhẫn ra, cởi dây ra. Take off. Còn take on là một cái từ cũng rất là ở cao. Cái này thầy không giải thích ở đây. Chúng ta nắm cho thầy. Như vậy chúng ta nắm cho thầy cơ bản hai từ này. Put on, mặc vào. Take off là gì? Hả? Cởi ra. Nắm cho được hai từ này này. Chứ còn put off với take on là yêu hai bộ này chứ có ở đâu. Thầy để thầy đưa vào như dầm vào thế này thôi. Hai từ này là có rồi nghe. Hai cái cụm này là có rồi hết. Put on và take off là có rồi đây ạ. Chú ý cho. Ok. Number 10 để thầy gọi. Phương nhà thầy. Phương nhà. Giờ chưa
Giờ thực thi là đi. They want some coffee, but they don't want any bread. It's a good. Right. Correct. Okay. Câu này không giải thích gì thêm nữa. Họ muốn một ít cà phê nhưng họ không muốn bánh mì. Don't eat too much. What? Vừa ngày thôi. Để tôi gọi cho nó Minh Tùng. Dạ, em cho đọc B. A, C, C, C. Rồi. Sao nghĩ thế? Đừng có ăn nhiều nước ép ha. Mới có cái món là ăn nước ép tung. Thằng Nhi thôi. Em lấy thử ghé thôi. Thằng Nhi. Dạ thử thay là B. B. Rồi. B sao không phải là A mà là B Thằng Nhi? B cam tốt cho sức khỏe. Con thịt thì không tốt cho sức khỏe hả? Đúng không? Ăn nhiều. Thịt nó cũng tốt chứ. Tốt nhưng mà đừng ăn nhiều. Ăn cam nhiều nó cũng say cam bỏ mẹ đi chứ này không. Tại vì sao mà không đừng ăn nhiều cam mà lại đừng ăn nhiều thịt? Đó, ai giải thích chăng thầy có ai cái? Có ai biết không hay là chọn bữa chọn đài? Vừa nghe đi thầy. Rồi ai giải thích đi. Vì ăn nhiều thịt là béo. À. đi lên mà thầy chứ. Rồi, như vậy cái này nó liên quan đến một cái chữ must này, nó liên quan đến chữ must này các em này. Must nha. Must là ăn nhiều. Ừ, rồi để thầy giải thích cho các em, vì các em chưa biết là cũng phải thôi. Rồi, không sao hết. Đây, nhưng mà các em nói đừng ăn nhiều thịt là như vậy còn được đấy, ok. Yeah. Rồi, câu... Câu ai mà ăn được ép. Rồi, câu 11 nha, 11. Câu 11, phải câu 11 không? Yes, 11. À, chúng ta có much là gì? Nhiều, đúng không? Nhiều. Nhiều, rồi. Nhớ chữ nhiều cho thầy nghe. Chúng ta có chữ này cũng nhiều mà. Many cũng nhiều. Much là nhiều nè. Rồi, ta có many cũng nhiều. Many cũng nhiều. Nó cũng có nghĩa là nhiều. Rồi, được chưa? Much nhiều, many nhiều. Nhưng mà các em nhớ cho thầy chữ much nó đi với nói cái này các em có danh từ không được. À, đúng rồi, danh từ không được. Danh từ không điểm được rồi, còn mất này nó đi với danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều nha. Cái danh từ nào mà cái loài danh từ thì mà mình đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái á thì gọi là đếm được. Có cái cái nào mình không có đếm được nó thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì gọi là không đếm được. Thế thôi. Cái bột đếm được không? Được. Rồi cơm đếm được không? Dạ không. Nước đếm được không? Không. Đường. Không. Thịt đếm được không? Không. Được chưa? Được. Mấy cái thứ đó có đếm được thì mình dùng much. Còn mấy thứ là đếm được nhiều. Cho nên ta có thể nói này. Don't eat too much. Meat, ok, đúng. Don't eat too many oranges. Cũng đúng. Đúng không? Nhưng mà vì sao mà ở đây dùng many? Bởi vì cá không bị viêm nhiễm. Cám đẹp được chứ. Đừng có ăn quá nhiều cam. Thấy chưa? Đừng ăn quá nhiều thịt, đừng ăn quá nhiều cam. Nhưng mà một bên dùng much, một bên dùng many là bởi vì thịt nó đếm được, còn cam thịt nó không đếm được mà cam đếm được thế này. Rồi, don't eat too many oranges. Your body will turn orange. Đừng ăn nhiều cam lắm đó, cả cái con người mày sẽ chuyển thành màu cam đấy. For example, like that. Ăn cam như sẽ dành đến tốt cho sức khỏe.
đi đái nhiều cho được cái gì tốt sức khỏe. Rồi. Hiệp cho Phương nghe như Thi. Hả? Nắm cái này chưa? Nắm sơ sơ như vậy được rồi ý. Thầy không nói sâu về cái này, nắm đi thôi. Ok, cả em cứ nhớ cho thầy như thế nhé. Như vấn đề khó ở chỗ này nè. Khó ở chỗ là bây giờ mẹ nó lên cái nào là không điểm được, cái nào là điểm được đây. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Bây giờ người ta cho bộ đáp án là mình có xác định được cái nào điểm được, cái nào không điểm được không, mình mệt đó nè. Cái này tùy theo câu, tùy theo thực tế ý. Rồi. Mệt. Còn orange và juice và bia là cái gì? Đồ uống. Đồ uống thì mình không dùng với từ ăn được mà mình dùng với từ không đến được. Drink. Từ uống. Nếu đồ uống thì mình phải dùng với từ drink. Đúng không? Rồi. Đồ uống kia bia. Sao? Hiệp Hằng là của Phương Ly phải không? Yes. Mời Phương Ly. Câu 12 con. Phương nghe đi thôi. Con để bàn. Dạ. Dạ thôi là Johnny live in the house with the green door. Rồi. Jan lives in the house with green door. Good. Câu này ok rồi. Câu này có with là chỉ đặc điểm không được theo tôi đây nè. Number 13. Dương Minh Thái. Dạ tôi thấy là the girl is a picture a bit of nothing. Again, the gift is a picture of a big dolphin. Okay. The gift Vietnamese. Là món quà. Là một bức tranh về một chú cá heo lớn. Đó, món quà là một bức tranh về một chú cá heo lớn. Rồi. Number 14. Can you see? Can you see? Okay, there you go. Yes, Phương Sĩ. Yeah, thầy hay là chat mother with go to the box open to put some in envelopes. Mẹ của Jack sẽ đến đâu? Post office. Post office. Hả? Bưu điện. Rồi. Bưu điện. Chưa nằm thì ghi lại cái mời. Post office. Bưu điện nhé. Đó. Để mua vài cái gì? Không đi. Rồi. Envelopes là phong bì nhé, bì thư. Envelopes. Số nhiều thì ta thêm add vào. Envelopes. Rồi, mẹ chắc và đến đô điện để mua vài cái bì thư. Khánh Hà, number 15. Do you class master do the homework in the classroom? Yeah, do your classmates do their homework in the library? Correct. Correct answer. Good. Number 16. Number 16. Let's see anybody else here. Một hình như là một vòng xong rồi thì phải. Yes. Lê Đào Phương Linh, please. Dạ
Phương Linh, Lê Đào. Sixteen. Yeah. Your school has over 600 pupils. 600 people. Over. Trường bạn có hơn 600 học sinh không? Chữ over mình hiểu nôm na là hơn nhé. Trường của bạn có hơn 600 học sinh hay không? Over. Over. Okay. Number 17, quay ngược lại phương A, please. Yes, thầy, be careful. Careful gì đây? Em thấy. Rồi, suy nghĩ tiếp đi con. Mời Yến Phạm. Be careful with that. With that. Be careful with that knife. You might cut yourself. Đây là một câu trong thi thử cấp quốc gia lớp 4, nhưng cái câu này họ lại lấy kiến thức của lớp 5. Cái này là kiến thức của lớp 5 đấy các em nghe, nhưng mà không hiểu sao họ lại đưa vào. Vậy thì có nghĩa là ta hình dung là chúng ta cũng có rất nhiều câu kiến thức của lớp 5 đấy. Be careful with the knife. You might cut yourself. Ở đây thầy giải thích một tí về câu này. Đầu tiên là chúng ta nói câu be careful. Sorry, be careful with something. With something. Hãy cẩn thận với cái gì đó nhé. Đây là một câu cảnh báo. Hãy cẩn thận với vân vân. Đấy. Hãy cẩn thận về cái gì đó. Hãy cẩn thận về cái gì cụ thể trong câu này đây. Be careful. Sorry. Trong câu này cụ thể là cẩn thận về cái gì các bạn? Kẹo. Đâu? Dao. With that. Dao. Nice. Dao. Hãy cẩn thận về cái dao kia. Dao. Rồi. You might cut yourself. Bạn có thể làm đứt tay mình đấy. Làm có thể, ở đây có từ yourself. Các bạn nắm từ này luôn cho thầy. Yourself. Mình tự làm, bạn tự làm. Bạn tự làm gì đó thì you, yourself, bạn tự cắt tay mình. You cut yourself. Bạn tự làm bài tập về nhà. You do homework gì? Yourself, đúng không? You do homework yourself. Bạn tự nấu ăn. Hả? Bạn dùng đi, bạn tự nấu ăn. You cook yourself. Rồi được chưa? You cook yourself. Bạn tự đạp xe đi học. You ride a bike to school yourself. Được chưa? Rồi. Hình dung ra chưa? Thế ở đây thầy đang nói đến ai đây? Bạn đúng không? Rồi, you yourself. You đây này, bạn đây này. Thế bây giờ ta đổi đi, bây giờ không bạn mà tôi đi, tớ. Tương tự. Thì gì? Myself. I, myself. Tương tự thay vào đó nha. She. Herself. Đúng rồi. Himself.
Himself. Himself. We thì là bốn nó chưa đến nổi đâu nhưng mà đưa vào luôn. Ourself cảm thấy nó là đây nè. Lover at chứ không phải chữ F đâu. Đây, một bên là chữ F này. Đây là chữ F nha. Nhưng mà bên này thay chữ F bằng chữ V, E, S. Số nhiều. Nha. Khác cái này. Thì nè xem video là có chữ kỳ chỗ này. Số ít là chữ F này. Còn số nhiều thì nó biến thành V, E, S này. Các bạn nhớ cái này chữ kỳ này. Rồi. Đây. Thêm cái nữa đến đây. Themselves. Rồi ok. Ai đó từ làm cái gì đó. Đó. Số nhiều. Phân biệt giữa số nhiều và số ít nha. Rồi. Thế ta thay hoạt động vào thôi. Ví dụ tớ từ làm bài tập. Ai gì? I do homework. Myself. Tớ từ nấu ăn. I cook myself. Tớ từ đạp xe đến trường. I ride bike to school. Myself. Tương tự như vậy ta đổi cả cái chủ ngữ khác thì nó thế thôi, nó chỉ có biến đổi về động từ một tí nhưng thầy không nói sâu ở đây. Và cần nắm như vậy nhé. Về những từ này là trong UE là có rồi nghe, nó bắt đầu xuất hiện đây nghe. Chú ý cho. Oh, okay. Bắt đầu xuất hiện đây nè. Lưu ý. Ok. Number 18. 18 để thầy gọi lượt qua đó. Phương Lê. Please. 18 Phương Lê. Look at the the gì? Look at the ball and write what the teacher say. Yes, and write what the teacher say. Câu này thì thầy không giải thích gì cả. Nên đây là cái câu mà thầy giáo yêu cầu học sinh thôi. Nhìn lên bảng và viết những gì thầy nói. Number 19. Number 19. Let's see. Phương Nhã, please. Okay, my brother was wearing a red hat and walking along the road. Yes. Câu này có trong đề thi chính thức cấp tỉnh vừa rồi. My brother was wearing a red hat and walking along the road. Khó đấy, đây là một câu rất khó. Anh tôi là đang mặc cái gì? Đang đội cái mũ màu gì? Màu đỏ. Và màu đỏ. Đi bộ dọc theo con đường. Ở đây thầy giải thích một từ thôi, đó là từ walk along. Câu 19. Okay. Các bạn nắm cho thầy từ walk along là đi bộ, đi bộ đâu dọc theo cái gì đó nhé. Yeah. Walk along the road, walk along the street, yeah. Walk along the corridor, đi dọc theo đường, đi dọc theo đường phố, đi dọc theo hành lang vân vân, đi dọc theo cái gì đó, walk along. Cho nên ở đây các bạn cũng lưu ý luôn, khi mình nói walk along được thì mình nói các động từ khác along cũng được. Ví dụ cái này ta phải từ suy luận ra, bởi vì để khi mình gặp mình phải nắm nhé. Ví dụ như là đạp xe along thì nói sao?
Cycle along, đúng không? Đi bộ dọc theo, cycle along, được chưa? Lại xe dọc theo, lại xe ô tô dọc theo là sao? Drive along, ta đổi động từ nhé. Rồi, chạy dọc theo là sao? Run along. Run along, cái gì đó. Rồi, như vậy tùy theo nhé. Đạp xe dọc theo là sao? Đạp xe rồi, đi xe máy dọc theo là sao? Ride a motorbike. Đi xe máy nhé. Ride a motorbike along gì đó. Cái này các bạn phải từ từ nhân rộng nó ra ấy. Khi mình nói đi bộ dọc theo được thì mình nói cả cái loại phương tiện khác dọc theo cũng được. Được chưa? Lưu ý nhé. Rồi. Đối với các em thì thường thường nó chỉ sáu cái chữ along nó chỉ có hai từ thôi. Một là từ gì ạ? Along the street hoặc là along the road. Along the road or along the street, thường là như vậy thôi. Ok. Next. Number 20 để gọi qua đó Hưng Phạm. Dạ thầy ạ. Em đây. Đỗ Minh Thái. Dạ câu thầy là yes. Spell that. Y E A R S. Not correct. It's not correct. Yes. Khánh Hà. Yeah, yeah, yeah. Spell that. Y E A R. It's correct answer. Phương Nga ghi lại câu này nữa, hôm sau thầy giải thích câu 20 đi. Cái bây giờ 6 giờ rồi. Hôm sau thầy giải thích câu 20 của D40 à của D41. Đâu buổi phải nhắc nè, cái quên nghe. Ok chưa? Để rồi. 21 như anh. Câu này có trong đề cấp tỉnh vừa rồi. Em chỉ có câu trả lời. Em chỉ có câu trả lời thì kể em. Phương Sĩ. Dạ thưa thầy là chị hết. À chị hết đọc thế nào. Spell that. T-E-A-N. Rồi. Team sports. Team sport. Football, volleyball and basketball are team sport. Team sport. Là môn thể thao đồng đội. Team sport. Là môn thể thao đồng đội nhé. Team sport. Ok. 22. Câu này chỉ giải thích cái đó thôi, có gì để giải thích thêm cả. 22. Let's see. Tùng Minh, Minh Tùng. Dạ, trả lời. Chưa có. Quỳnh Nguyễn. Hả? Rồi, in form. Take. Spell that. T. Yeah. A. K. E. Not correct.
Yesterday. Yesterday. Took a shower. Before. Hôm qua trời nóng cho về tớ làm gì? Tắm trước khi đi ngủ. Nhé. Yeah. Đây các bạn lưu ý cho thầy cái này câu mấy đây. 22, câu 22 này. 22. Em đang em đi rửa mặt ngoài đây. Em không được thế nào. Right. Để thầy coi lại cái đáp án là đấy. Lưu ý này. Chúng ta có take a shower. Nhé. Yeah. Là tắm. Được chưa? Cùng là tắm. Tắm bằng boy hoa sen. Ấy. Và chúng ta nhớ cho thầy cụm từ luôn. Have a bath. Cùng là tắm. Nhé. Yeah. Take a shower. Or have a bath. Thường thường thì take a shower là mình hiểu nôm na là tắm bằng cái giày. Bồn. Tắm bằng hơi sen, đúng không? Cái này chúng ta định là tắm gì? À, tắm bồn. Đúng rồi. Thì mình gọi nó là have a bath. Take a shower or have a bath. Đều tắm cả nhưng nó hơi khác một tí. Các em để ý cho. Take a shower, have a bath. Còn khi chuyển sang quá khứ thì thấy nó là took. Các bạn chỉ nằm ở quá khứ đơn thôi là được rồi. Còn have nó là had. Take, took, have, had. Ok. That's it. Number 23. Yes, yes. Yes, please. Hay là castle. Spell that. C A S T L E. Lâu đài gì chứ? Nhưng lâu đài có lâu đài thật thì ngon bỏng nè. Lâu đài. Chẳng như ở ngoài cái gọi là đây. Mama. Dạ, em mình đâu cũng thích không đi nè. Sang castle. Quên là chủ. Rồi, Thái nói đi. Thái. Yeah. Thêm từ gì vào được chữ castle? Thế thêm là S A N D. Sandcastle, right. Sandcastle, lâu đài cát. Sand là cát nhé. Sand, cát. Castle, lâu đài. Hai bạn đang xây lâu đài cả trên bãi biển. Okay. Last, the next one, 24. Yes. Nghe thấy. Có nghe thấy. No. Let's see. Phương Ly. Phương Ly, để thầy gọi Phương Ly này. Giờ gọi Phương Ly. Phương Ly, hello Phương Ly. 24. Dạ, em chưa có câu trả lời. Chưa biết được nào không? Nghe thấy. Không sao cả. C. Dạ, thứ hai em mình bên như thế. Yes. Dạ, thứ hai là C A N A D E D Y A N. Y A N à? Bên nào ta? Bên này bên sai rồi. No correct. Yes, em phạm. Em sửa chữ nào? Em sửa chữ nào trong số này thôi. E N. Rồi. Đây đúng không? Yeah. Canadian. My campo is Canadian. Đây là cơ của Canada. Trong EA vừa rồi cũng có cái dạng lá cơ này các bạn ấy. Lá cơ quốc kỳ của Canada. Ở đây có lá phong đỏ này là biểu tượng nằm trên lá cơ của nước Canada này. Cho ở nên Canada là có cái shiro nơi. Bạn ấy, bạn, người bạn quá thích của tớ là người nước nào? Canada. Canada. 24, chúng ta có Canada. Là nước, nước Canada nhé, Canada. Và ta có luôn
Canadian. Là người. Rồi. Người. Là người. Cà. Cà. Chữ Canadian là một hay hai thì nó... Canadian là một thôi. Canadian. Canada và Canadian. Rồi. The last one. Who can? Văn. Canada là ở bao? Nope. Yes, Lee. Yeah, thế là ở quê. Spell that. A-W-A-Y. Yeah. Miss Green's place of work is about 10 kilometers away from his house. 10 kilometers away from, tức là cách nhà 10 cây. Mình hiểu như vậy thôi. 25. 10 kilometers away from home. Nhớ như vậy cho thầy. Cách nhà 10 km. Thì các bạn vận dụng, các bạn tự đặt câu là nhà tớ cách trường 10, tớ đi học ở trường cách nhà 10 cây, các bạn tự vận dụng ở nhà ấy. Thì 10 kilometers away from cách bao nhiêu cây số đó. That's it. Okay, so that's enough for today. Thank you.